Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng mình tiếp tục tô tranh cắt nhiều màu sắc và học các màu nha. Thank you.
màu đen. Hoàn thành bức tranh thật nhiều màu sắc rồi đó các em. Cảm ơn các em đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận thông báo mới nhất nha.